em lên một mã vài cái mông tươi ghi các chị nhá. Chất này là chất mông tươi ghi nhưng mà nó siêu nhẹ và siêu mát, mỏng nhẹ mát đẹp mọi người nhá, chứ không phải dày không bắt đầu nóng đâu hay là bí đâu, mọi người nhìn này nó mềm như là vàng luôn nhá, rất là mướt, nó có độ mướt láng của tay ấy, đầu vụ nhưng mà nhìn màu đẹp quá, mặc dù trời đang rất nóng nhưng mà vẫn lấy, nhưng mà khi mặc lên rồi thì không hề nóng một tí nào các chị nhá. Chất cực kỳ thích và mặc cảm giác nó nét căng người luôn ý, nét này mượt này, kể cả mùa hè vẫn mặc được mọi người nhá. Và nhìn trông nó không kiểu bị ngốp như kiểu là mông tư ghi ngày xưa đâu, mọi người nhìn này nó mịn như này cơ mà đấy, mọi người nhìn màu sắc nó pha nét không, quá mịn luôn và nó đẹp ý, nên là không cảm giác là mình đang mặc một chiếc váy mông tươi ghi đâu, em nói thật rất là xuất sắc luôn. Mọi người mặc cái váy này xong mọi người quàng thêm cái khăn nhẹ nữa thì em thấy là rất là xuất sắc đấy các chị. Đi đâu mà có chỗ điều hòa hay là thật bay hay là đi đâu kiểu mình đi giày thể thao trắng nhá, xong mình quàng thêm cái khăn nhẹ ở vai nữa, xuất sắc luôn mọi người. Dáng dài này quá đẹp lắm, màu nó pha đẹp ý, màu nét căng, form nét căng luôn, mặc lên là chuẩn form luôn nhé cả nhà.